Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phan Hiển, đám cưới là dự án đặc biệt nhất đời tôi. Kỵ tướng dance Sport Phan Hiển nghĩ ra nhiều ý tưởng cho đám cưới của mình với Khánh Thi và coi đó là dự án đặc biệt nhất đời. Tôi muốn rước dâu bằng mô tô Hiện cố gắng hướng dẫn vợ điều khiển mô tô để hai vợ chồng mỗi người lái một chiếc. Tôi dự định chở Kubi, còn Thi chở Anna trong ngày cưới. Chỉ cần tưởng tượng tôi đã thấy hình ảnh đó rất dễ thương rồi, Phan Hiển nói. Chuyện tướng Dan Sport đã tính đến trường hợp bà xã không thể điều khiển mô tô như kỳ vọng. Anh sẽ chở cô và nhờ một người khác trong gia đình chở hai bé Kubi, Anna. Phan Hiển nói về kế hoạch tổ chức đám cưới. Phan Hiển có niềm đam mê lớn với mô tô, từ chỗ phản đối, Khánh Thi dành ủng hộ chồng. Sau mùa dịch, cô còn tặng anh một chiếc xe phân khối lớn để hai vợ chồng hâm nóng tình cảm bằng những chuyến vượt từ Nam ra Bắc. Họ muốn đưa những hình ảnh đó vào đám cưới dự kiến diễn ra vào tháng 12. MV ghi lại hành trình từ yêu đến cưới của cặp vợ chồng. Còn có một số phân đoạn ghi lại kỷ niệm của họ trên những cung đường. Khánh Thi phan hiển sau màn cầu hôn tại game show khách sạn năm sao. Quyết định làm đám cưới sau thành công tại SEA Games 31, Phan Hiển nói với Khánh Thi, Em lo cho cả cuộc đời anh rồi, đám cưới để anh lo. Từ đó anh dành mọi phần việc từ lên lịch trình thử váy cưới, viết kịch bản chương trình, chọn ngày và danh sách 500 khách mời. Anh muốn người phụ nữ của mình trở thành nữ hoàng trong ngày trọng đại với bộ váy cưới lộng lẫy. Đúng với danh sưng, nữ hoàng Dan Sport luôn gắn với cô. Phan Hiển muốn làm đám cưới như một sự kiện tràn ngập niềm vui. Anh đặt hàng nhạc sĩ viết riêng bài hát về đám cưới để tặng vợ. Nhờ đạo diễn Vương Khang giúp dành dựng sân khấu cho ngày vui trong khi nhà thiết kế Anh Thư lo phần trang phục. Dù không có thế mạnh về thanh nhạc, anh vẫn xây dựng vài tiết mục song ca với bà xã bên cạnh các màn dance pop, môn thể thao đã gắn kết họ với nhau. Điều khiến Phan Hiển bất ngờ nhất là Khánh Thi cho anh quyền quyết định mọi thứ. Lần đầu tôi thấy bạn đời ngoan hiền như thế nên vui lắm, anh vừa cười vừa nói. Khánh Thi thử váy cưới từ hồi tháng 6, anh từng nghĩ đám cưới chỉ là hình thức, chỉ cần hai người chung sống hòa hợp, hạnh phúc là đủ. Tuy nhiên, sau thời gian dài bên nhau, anh nghĩ bà xã cũng mong muốn một lần được mặc váy cô dâu bước vào lễ đường. Đám cưới là cách để anh đền bù cho Khánh Thy sau nhiều năm hy sinh mọi thứ vì gia đình, để cô có danh phận như bao phụ nữ. Vợ chồng anh có lần dự định bí mật tổ chức hôn lễ cách đây 2 năm với sự tham gia của gia đình và vài người bạn. Tuy nhiên, một vài vấn đề xảy ra không như ý nên tiệc bị trì hoãn. Thời điểm này, công việc và mọi thứ ổn định, nên anh muốn làm lễ cưới để những người thân yêu chung vui với mình. Bộ sưu tập mô tô tiền tỷ của Phan Hiển Phan Hiển sở hữu bộ sưu tập mô tô trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Kiện tướng trên sport Phan Hiển có niềm đam mê rất lớn với mô tô, dành nhiều thời gian sưu tầm những mẫu xe yêu thích và đi phượt bằng xe máy. Phan Hiển có tổng cộng 6 chiếc xe, trong đó 4 chiếc là mô tô phân khối lớn và hai chiếc tay ga với dung tích lên tới 300cc. Phan Hiển cho biết anh bắt đầu sưu tập xe từ 2015 với một model mini phù hợp với phốc dáng. Anh trang bị cho chiếc xe nhiều đồ chơi đặc biệt và mất hơn một năm nhập toàn bộ phụ kiện từ Mỹ. Đây cũng là chiếc xe anh thường chở con trai bé Kobe đi chơi trong thành phố. Thừa hưởng niềm đam mê xe cũ của bố, Kobe cũng thích thú mỗi lần cùng bố rửa xe hoặc tạo dáng đen mô tô. Phan Hiển được bà xã Khánh Thi tặng chiếc Harley Davidson Bearcow phiên bản Minara Green Metallic trị giá hơn 1 tỷ đồng. Nhân dịp giành ba huy chương vàng tại SEA Games 31, dù rất yêu thích, anh ít dùng đến, gần như chỉ để trưng vì mô này quá to và nặng so với phóc dáng. Trước đó, Khánh Thi tặng phanh hiển một chiếc mô tô khác của nhãn hiệu Triumph, trị giá khoảng 500 triệu đồng. Sau khi có chiếc xe này, Khánh Thi đã thường xuyên tham gia các chuyến vượt cùng chồng. Phanh hiển còn có một chiếc Harley Fed trị giá khoảng 700 triệu đồng. Ngoài những lúc đi chơi, cả nhà phải dùng ô tô. Phan Hiển thường dùng mô tô để cùng vợ đi hẹn hò, dạo phố. Anh cũng tham gia một số hội nhóm chung đam mê mô tô và vượt. Phan Hiển cho biết anh rất thích rửa xe và coi đó là thú vui để xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Anh rất vui vì con trai Kobe có cùng sở thích này là trợ thủ đắc lực của bố. Bộ sưu tập mô tô của Phan Hiển và chồng Khánh Thi Phan Hiển còn có hai chiếc tay ga dung tích 300cc của V3 để đi lại hàng ngày. Khánh Thi Phan Hiển quấn quyết ở Slovenia. Tranh thủ được nghỉ dạy lao giữa đợt tập huấn ở Slovenia và dòng Khánh Thi Phan Hiển đi dạo, tận hưởng cảm giác riêng tư, hạnh phúc bên nhau. Khánh Thi Phan Hiển sang châu Âu dự giải International Championship Cover 2022. Cặp sao mặc trang phục đơn giản, sánh đôi đi chơi, ngắm cảnh biển và bến thuyền ở Cover, Slovenia. Đây là giây phút hiếm hoi chúng tôi được thoải mái, thư giãn bên nhau những kỳ tập huấn căng thẳng cuối năm, Khánh Thi nói. Đôi vợ chồng tình tứ khóa môi trước cảnh thiên nhiên yên bình, vắng vẻ. Khánh Thi cho biết lần này đi châu Âu cô và ông xã trải qua lịch trình dài, di chuyển nhiều quốc gia từ Italy sang Slovenia, Ba Lan. Họ có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Dù vậy, cả Khánh Thi và Phan Hiển luôn tràn đầy năng lượng vì được đồng hành cùng nhau rong ruổi khắp nơi, chinh phục những thành công mới trong sự nghiệp thể thao. Khánh Thi tạo dáng hài hước chụp ảnh kỷ niệm cùng ông xã khánh thi cho biết đi châu âu mùa này cô và đoàn việt nam gặp nhiều khó khăn vì thời tiết lạnh giá tốn kém nhiều khoản chi phí có kinh nghiệm đi lưu diễn thi đấu nước ngoài nhiều khánh thi luôn mang theo gạo mì tôm để chống đói chúng tôi bảo nhau cố gắng chịu lạnh gạt đi cảm giác nhớ nhà nhớ con cảm giác ngán ngẩm khi ăn mì gói đồ khô làm bữa chính để tiếp tục cố gắng hoàn thành các mục tiêu đề ra khánh thi nói bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo